Chào mừng tất cả các em. Một tuần lại trôi qua thật nhanh phải không nào? Cô rất vui mừng khi gặp lại các em trong giờ học âm nhạc trực tuyến. Các em đã sẵn sàng cùng cô tìm hiểu những điều thật hay và mới lạ chưa nào? Mình bắt đầu nhé! Trước khi bước vào tìm hiểu nội dung của bài học ngày hôm nay, cô mời các em hãy cùng đứng lên chúng ta khởi động nào. Cô trò chúng ta sẽ hát vang và vận động theo bài Mẹ đi vắng. Cô trò chúng ta vừa khởi động rất sôi nổi với bài hát Mẹ đi vắng. Bây giờ, cô mời các em hãy cùng với cô chúng ta bước vào tiết số 16 nhé. Ở tiết học này, cô sẽ giới thiệu với các em một bài hát tự chọn, đó là bài Múa đàn, dân ca Thái, lời Việt của nhạc sĩ Việt Anh. Các em thân mến, dân ca là một thể loại hát truyền miệng của đồng bào các dân tộc. Mỗi dân tộc lại có những thể loại hát dân ca khác nhau, mang đậm nét văn hóa của dân tộc đó. Dân ca Thái cũng vậy, được bắt nguồn từ cuộc sống lao động, sản xuất và sinh hoạt văn hóa hàng ngày của người Thái, tạo nên những giai điệu, lời ca gần gũi với con người. Cô mời các em hãy cùng quan sát những hoạt động của người dân Thái. Và dưới đây, đó là những điệu múa của những cô gái Thái đấy các em ạ. Cô trò chúng ta cùng tìm hiểu đôi nét về tác giả tác phẩm. Đây là hình ảnh nhạc sĩ Việt Anh, người đã viết lời Việt cho ca khúc Múa đàn mà mình tìm hiểu ngày hôm nay các em ạ. Nhạc sĩ Việt Anh sinh ngày 28 tháng 3 năm 1976 tại Hà Nội. Ông là nhạc sĩ sáng tác, hòa âm, phối khí với rất nhiều tác phẩm nổi tiếng ở các thể loại âm nhạc như nhạc trẻ, nhạc mang âm hưởng trữ tình lãng mạn, nhạc thiếu nhi, vân vân. Các tác phẩm thiếu nhi phải kể đến như Câu chuyện của cha, Cưỡi ngựa tre, Múa đàn, vân vân. Bài hát Múa đàn mà mình tìm hiểu ngày hôm nay với giai điệu vui tươi, trong sáng thể hiện niềm vui mừng của các bạn nhỏ cùng nhau múa hát, vui chơi. Các em thân mến, bài hát Múa đàn được chia làm 3 câu hát và bây giờ cô mời các em hãy cùng với cô đọc lời ca theo tiết tấu nhé. Tình tình đây mấy cây đàn cùng hòa lên vang lừng vang. Tình 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 tang tình tang vang lên câu ca nhịp nhàng, cầm đàn em múa nhịp nhàng, đánh lên khúc tịch tình tang. Và bây giờ, cô mời các em cùng hướng mắt lên màn hình, chúng ta nghe giai điệu bài hát mẫu nhé. Của bài hát mẫu, chúng ta đã sẵn sàng để cùng cô học hát từng câu chưa nào? Kèm thân mến, với mỗi câu hát, lần đầu tiên cô sẽ hát mẫu, lần thứ hai cô mời các em nghe nhạc và ghi nhớ độ cao của câu hát, lần thứ ba chúng ta sẽ tự mình thể hiện lại câu hát ấy, đồng ý không nào? Cô trò chúng ta cùng đến với câu hát thứ nhất. Tình tình đây mấy cây đàn cùng hòa lên vang lừng vang. Cô mời các em nghe nhạc nhé.
Hãy thể hiện lại câu hát này nào. Cô trò chúng ta cùng bước vào câu hát số 2. Cô mời các em lắng nghe cô hát mẫu nhé. Tinh 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 tăng tinh tăng, vang lên câu ca nhịp nhàng. Cô mời các em nghe nhạc. Các em hãy thể hiện lại câu này nhé. Cô trò chúng ta sẽ cùng nối câu 1 và câu 2 lại các em nhé. Tình tình đêm mây cây đàn, cùng hòa lên vang lừng vang. Tình 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 tăng tình tăng, vang lên câu ca nhịp nhàng. Cô mời các em thể hiện lại hai câu hát này. Cô trò chúng ta cùng tiếp tục với câu hát số 3. Kèm hãy lắng nghe cô hát mẫu nhé. Cầm đàn em mua nhịp nhàng, đánh lên khúc tịch tình tăng. Cô mời các em nghe nhạc. Hãy thể hiện lại câu hát này nào. Như vậy là cô trò chúng ta đã tìm hiểu xong 3 câu hát của bài múa đàn rồi. Bây giờ các em hãy cùng với cô ghép toàn bài lại nhé. Tình tình đêm mây cây đàn, cùng hòa lên vang lừng vang. Tình 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 tăng, vang lên câu ca nhịp nhàng. Cầm đàn em mua nhịp nhàng, đánh lên khúc tình tình tăng. Cô tin chắc là tất cả các em đã thể hiện bài hát rất tốt rồi. Vậy thì bây giờ cô mời các em hãy tự mình trình bày bài với nhạc không lời nhé. Giúp các em giữ vững nhịp phách khi thể hiện bài hát thì bây giờ cô mời các em hãy cùng với cô hát kết hợp với gõ đệm theo nhịp. Chúng ta hãy quan sát và lắng nghe cô làm mẫu với câu hát thứ nhất. Ở đây chúng ta sẽ gõ vào những ca từ mà cô in đậm màu đỏ nhé. Hãy cùng lắng nghe nào. Tình tình đêm mây cây đàn, cùng hòa lên vang lừng vang. Hãy thực hiện cùng với cô câu này nào. 2, 1. Tình tình đêm mây cây đàn, cùng hòa lên vang lừng vang. Cô tin chắc là tất cả các em đã thực hiện được rồi. Vậy thì bây giờ cô mời các em hãy thực hiện toàn bài với nhạc không lời nhé.
Vậy là cô trò chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong nội dung của bài học ngày hôm nay rồi. Ngày hôm nay chúng ta đã tìm hiểu tiết số 16, học hát tự chọn, múa đàn, dân ca Thái, lời Việt, Việt Anh. Thông qua bài học, cô hy vọng các em đã có những trải nghiệm thú vị với môn âm nhạc của mình. Ở nhà các em hãy giữ gìn sức khỏe, vâng lời ông bà cha mẹ. Nhất là trong tình hình dịch Covid-19 hiện nay vẫn còn diễn biến phức tạp, chúng ta hãy thực hiện nghiêm chỉ thị 5K của Bộ Y tế để bảo vệ sức khỏe cho mình và cho người thân. Hãy cùng nhau ghi nhớ nội dung bài học bằng cách xem lại những video trực tuyến mà cô đã hướng dẫn. Cô chúc các em sẽ luôn là những người con chăm ngoan học giỏi. Hẹn gặp lại các em ở những giờ âm nhạc lần sau.